Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên là Huấn Audio, mình sẽ báo giá 4 dòng trung kèn của bên mình. Đây là cái bản báo giá lại thôi anh em nhé. Còn cái sản phẩm này thì bên mình đã bán từ rất lâu rồi, thì nhiều anh em biết giá rồi, thì mình báo lại những bác nào chưa biết thôi. Mình sẽ báo giá từ những đồ đắt nhất của bên mình nhé. Đồ đắt nhất bên mình là đôi trung kèn neo của Mỹ và côn 66 anh em nhé. Đây là một miếng thép, anh em gọi kẹp từ của nó ở đây ngoài này, toàn bộ đặc hết anh em nhé, đặc hết rất là nặng chắc. Con này thì độc có một 500 neo thôi, là neo côn 66 duy nhất, côn 66 nó không có từ thường. Vì tại sao mình nói có đấy, vì những dòng trung kèn thường là sẽ có 2 500, 1 500 neo và là 500 từ thường nữa. Với bản này là phiên bản đắt nhất và hay nhất của bên mình, có mức giá bán là 2,9 triệu một đôi, bao ship toàn quốc anh em nhé, bao ship toàn quốc trung kèn neo neo khối của bên mình 2,9 triệu một đôi, bao ship toàn quốc, tặng kèm thêm hai cái phễu 15, xin lỗi đây là 15 x 32. 15 x 32 thì mới vừa với nó thì nó mới đẹp. Nên anh em lấy 11 x 28 cũng được. Nên mình đang giới thiệu để anh em mình xem. Còn phễu mình có nhiều loại nha, vuông tròn đều có. Giới thiệu ở đây là anh em mình biết con này là có nhiều loại phễu này đều đắp vừa với nó. Đó, phễu xoáy. Bác nào không có phễu rồi thì cũng không cần phải đi phễu. Thì bên mình bớt tiền phễu đi. Còn đây là đang 2,9 triệu thì mình tặng kèm luôn cho anh em là một đôi phễu này, 15 x 32, và tặng kèm thêm hai cái phân tần chuyên trung M111. Cái đôi phân tần này nhé, bình thường bán lẻ là 280.000 đồng. Còn đôi phễu bán lẻ là 200.000 đồng nhé. Tập quà tặng lên tới trên 400.000 đồng. Kế bên đây là con trung kèn côn 51, mà con này 2 500, 1 500 từ thường vùng quanh này, và 500 neo ở nõi. Con này thì giá bán là 1,2 triệu một đôi, bao ship toàn quốc, tặng kèm phễu 15 x 32 và tặng kèm thêm 2 tụ 6.8. Đây trung kèn côn 51 anh em nhé, 1,2 triệu một đôi. Và con này từ 12. Còn bên cạnh đây là một con trung kèn của Mỹ, và côn là côn 51 giống côn con này, và từ đá duy nhất thôi, không có từ neo. Và côn của nó là côn 51 từ 11, giá bán một đôi là 1,4 triệu, bao ship toàn quốc. Đã nói về trung kèn thì nó chỉ có tiếng trung là chính, còn tép là ít anh em nhé. Con này là 1,4 triệu, bao ship toàn quốc. Và kế bên cũng là một con trung kèn đại. Trung kèn đại thì con này là từ 14, và cũng là 2 500, 1 500 neo ở lõi và 1 500 đá 14 vòng quanh. Những sản phẩm này thì thường là bọc nhôm hết nhé. Con này bọc nhôm này, con này bọc nhôm, con này khối thép. Con này thì, chứ con này thì bản là bản Mỹ, bản bình dân hơn, nhưng nó bọc nhựa cho này nhé, không phải bọc nhôm. Đó, nhưng rất đắt, rất hay. Trung kèn đại này thì đang có mức giá bán là 2,1 triệu một đôi, bao ship toàn quốc và tặng kèm phân tần chuyên trung và tặng kèm phễu 15 x 32. Đó. Trọng lượng mình báo anh em này, con này này, trọng lượng là nó rơi vào tầm 3 cân một củ này. Con này nhẹ hơn này, con này tầm cân 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 3 một củ. Con trung kèn này thì trọng lượng là 2 kg, con này tầm 2 kg. 2 kg 2 cân nhá, hoặc 2 kg. Mình báo giá lại đây, anh em nào vào việc được liên hệ với bên mình nhá. Anh em hoàn toàn dùng nó để làm một chiếc trung trong hệ thống loa 3 đường tiếng, hoặc anh em dùng nó để ngoài, chúc những chiếc loa full như này. Là phun con phun đơn 2 năm như này, con đang vỏ thôi, trong ví dụ anh em mình ghép nó để tăng thêm lời, tăng thêm lời. Anh em quan tâm điện thoại bên mình nhé, chào anh em.